Đồng Hải xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Đấy, buổi sáng nay thì hai vợ chồng Đồng Hải lại tiếp tục đi vào khu vực trang trại của vợ chồng mình. Công việc trong này giờ thì con đang rất là bề bộn. Sáng nay thì hai vợ chồng vừa vào đến đây, mình thì đi bơm nước đấy, mới bơm một chút lên trên này để xem nó dò chỉ những chỗ nào để tí nữa mình sẽ dùng xà beng mình ngoáy. Còn bà xã thì vẫn đang dọn dẹp ngoài kia kìa. Mưa to lắm mà không đi vào đây đi. Đấy. Đấy, lúc nãy thì hai vợ chồng đi từ ngoài vào thì là trời nó đang tạnh, vào đây được mình đi ra bơm nước được một chút vào thì lại mưa. Cái là nó không mưa to lắm, mưa nhỏ, mới cả kể cả giờ mưa to thì mình cũng không ngại. Mưa to thì công việc hôm nay thì hai vợ chồng làm toàn bộ trong nhà thôi. Ở ngoài kia lúc nãy Ngọc Thủy dọn dẹp để chuẩn bị mai sẽ thuê thêm một cháu người đồng bào ra để cùng san để làm cái sân. Mình giới thiệu qua cho mọi người biết là cái sân của mình cũng không làm lớn lắm đâu, chắc là tầm khoảng độ mười mấy bao xi măng thôi. Đấy, từ cái cột này thông sang đến phía bên gần vườn cà phê kia, ra chỗ cột điện đấy và lên trên cầu kia, thì việc trước mắt ngày mai là phải san đất này, san cho nó lươn, cho nó cái sân này nó chỉ hơi dốc một chút thôi, thì đến lúc khi nó mưa gió thì nó thoát nước mà mình phơi phóng cái thứ nó rất là tiện ở ngay cạnh nhà luôn, và ở trong nhà đi ra thì nó sạch sẽ, đỡ bẩn thỉu. Còn công việc ở trong này thì rất là nhiều việc mà đang đến tay của hai vợ chồng đấy, để phải dọn dẹp tất cả trong khu vực nhà kho kia này, san nền rồi thì trong nhà này nữa, nhà này tí nữa cũng phải san phẳng rồi. Hôm nay thì Đồng Hải sẽ đem một cái máy đầm hiện đại nhất Việt Nam, có lẽ là mọi người chưa nhìn thấy bao giờ đâu. Thì khi nào lúc nào máy hoạt động ấy thì mọi người sẽ được chiêm ngưỡng và xem nó hoạt động hiệu quả như thế nào. Đấy. Bây giờ cái nền này thì cũng san tương đối là phẳng rồi, nhưng mà còn phải san nữa thì máy đầm hoạt động mới được. Thì sau đó thì mình sẽ làm nền rồi thì lát gạch, chắc là sẽ lát gạch chỉ mỗi cái khu vực ở trên nhà ở này thôi, chứ còn là trong lát kho khiếp này thôi cả nhà ơi, còn dưới nhà kho mới hè là không có lát đâu. Dưới này thì chỉ có láng xi măng, với cả ngoài hè cũng thế thôi. Đây thì còn chưa dọn dẹp nhưng mà phải dọn sau bởi vì công việc còn rất là nhiều. Rồi bây giờ thì Đồng Hải đã bắt tay vào công việc ở đây. Bây giờ là trước mắt là phải bơm nước lên trên đây tiếp tục, và mình dùng xà beng để mình ngoáy đã, rồi tí nữa mới làm ở trong kia, để cho nó, trong khi mình làm ở trong nhà thì ở ngoài này nó lún dần. Mình làm công tác dọn dẹp cả nhà thôi, thì người ta bác Hồ bảo là tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, nhưng mà mình thì tuổi thì lớn nhưng mà cái sức của mình thì nó lại nhỏ. Hải lại đang bơm nước để chọc ngoáy, nghịch quá. Thế là vừa bơm vừa chọc vậy á?
Ủa, như ở trong kia anh chào anh chắc phải tắt nước hộ cái đi. Nữa? Thì vô trong ngoài. Tắt nước hộ cái đi không? Đấy, trong kia nó chảy kìa. Để nước nó ngấm để nó chảy đi nó là gì đấy. Đây này, cái lúc nào làm cái chỗ này là thấp hơn so với trên này. Đồng Hải rất là kỹ, cho nên là phải bơm nước rồi phải chọc phải ngoáy cái nền này cho nó. Đây là nhìn này, nó sụt lún như này mà chưa bảo làm luôn. Ở trong này nó hơi tối cả nhà. Ôi, nó lún ghê nhở. Chưa lắp điện, thế nên làm cái gì cái phải thật cẩn thận. Phải đi rửa xà beng khỏi đất nữa, trơn. Chưa lắm. Xà beng này cần thiết bổng đấy. Nhìn này. Công tác chọc ngoáy. Chọc đến đâu nó tụt đến đấy cả nhà. Chắc phải bơm nước vào đây. Chắc phải bơm nước vào đây rồi, nhưng mà cái dây có đến không? Đến. Thì cứ chọc đi tí rồi bơm, hay là vừa bơm rồi chọc. Chọc nó mới được. Cái phần góc của cái nhà kho này nó bị sụt lún khá là nhiều cả nhà. Đồng Hải đang phải bơm nước vào để rồi lấy xe beng ngoáy để cho nó. Cho nó làm sao anh? Chọc ngoáy. À, cho nó sụt hết đi. Sụt hết cỡ hả? Đất này thì cứ cho nó hết lún thì là nó không lún nữa đúng không? Là nó chắc đất rồi. Khô mà, tao khô cái là nó cái kiểu cái nó bồn khô ấy. Đấy, chỗ đó nước đang còn chảy quá trời rồi anh. Ôi, nó chọc lên đâu nữa. Nó xuống ào ào ấy kia thì con mà. Thế mà mới mở cửa. Cái đèn luôn. Cái này coi chừng phải đổ thêm đất đấy chứ. Đấy, cái chỗ đó nè. Đấy, ôi dồi ôi. Nước chảy xa mà về đây cũng khá là mạnh ấy chứ nhỉ? Đây bơm nhỏ nhé, cái bơm của Ngọc này.
Đấy, chắc hết lún rồi đấy. Đỡ đi nhờ. Ôi dồi ôi. Bao nhiêu. Em bảo là mình học không cẩn thận. Không được. Đồng Hải là một người là vô cùng cẩn thận, ai cũng biết rồi. Tắt máy vô hộ anh đi. Nó lún xuống cả 10 phân đấy. Kéo điện để cho nó sáng sủa này. Điện nước nồi. Không, ta làm sao nó không bị thì thôi em. Tại cái lo vỏ nó trắng răng, không ai mua chiếc ngựa răng tôi. Đây này em quay nó vẫn sáng mà. Ánh sáng của đảng đã về rồi cả nhà ơi. Đấy, bóng điện le lói ở trên tường. Le lói, sáng trực le lói. Chắc là phải bơm nước rồi này. Lại bơm nước nữa hả? Ừ. Lại bơm nước mà bơm nước để cho thì cứ làm xong đi, cái khô ô này đi xong rồi hẳn bơm. Không bơm thì giờ làm sao mà chọc được cho nó lún. Thế á? Sao phải có nước thì không có nhiệm vụ gì bơm hộ cái nước đấy mà. Chắc rất là phải mình chạy ra chăng. Nghi lắm. Nước lại về cả nhà ơi. Đấy. Đi bơm nước cả rồi. Nhà trời mưa. Nhà trời mưa đúng rồi. Chỗ này phải mấy xe đất nữa anh nhỉ? Không được gạt nước ngoài sân mà sân không cần cao lắm. Nó thấp thấp xuống một tí. Nhưng mà cái chỗ này là nhà tắm, nhà vệ sinh thì cái nền nó cũng thấp mà. Thấp thì thấp ít thôi. Vâng, hẳn một cái khung này đây. Cái này là tăng nước rồi. Đi ra đi không? Đi từ tí. Nó tràn lên trên. Thế á? Tí đi. Tắt chưa? Nó tắt nha. Không phải bơm mưa rồi, bơm. Không tin tưởng lắm nên tin cứ là cẩn thận.
Đóng kia để lún ăn này. Sao mà cái chỗ này lún nhỉ? Đây này. Cái chỗ rãnh nó to. Đấy. Cái nằm ở trên thôi. Cái chỗ đào móng là cái chỗ mình đào nó cái móng nó to đúng không? Đúng rồi, thì xây thì đây đến mức độ nó thôi. Chứ còn đất xung quanh này thì mình đã lèn rồi. Đấy. Ôi giời ơi. Đấy. Chọc một cái nước. Nước này chọc được. Để cái ngoài này trước đã mà ra có nước. Chỗ đó là ổn rồi đấy hả? Chứ thực ra mà cái nền nhà mà nó bị nún xong rồi nó nứt rồi nó này nọ các thứ nó cũng chán lắm cơ. Chỗ này nền kiểu gì? Chỗ này phải cho gạch đỡ. Thấy gì chê? Mình cào cái gạch này xuống anh. Mình đổ không để sau chứ bây giờ nó lẫn rồi. Thì mình đổ cái lớp nền nó dày dày tí lên nữa thì nó sẽ chắc. Không nước được rồi. Cái này nó không chịu lực mấy thì. Mưa này phải mưa mấy ngày ấy nhỉ? Mưa rồi là trong nhà lo gì đâu. Ngoài trời bảo xe chở gạch nhé, chở đến đầu đường mình chở xuống được mà. Nghe hiểu không? Cứ làm cái nền nhà kho này trước đi đã. Không có gì phải vội cả. Không vội như thế. Lâu nay còn chả vội, bây giờ vội. Tự tay mình làm hết chứ không. Giờ có thuê người làm thế đâu. Thì thế nên phải từ từ. Làm đến đây rồi đi. Vâng, buông bước thôi. Đấy, vẫn thụt nè. Đấy, chỗ đấy vẫn thụt đấy, vẫn lún kìa. Lỗ gạch đi. Trên này là mình lèn rồi ấy chứ. À thế à? Bọn trên là lèn rồi. Trên nó nông hơn. Nông hơn thì nó lèn ít. Ôi, đào đất lên sợi cái chọc thế này. Thế mà cũng thở. Và giá mình bảo mình thế. Ôi, chỗ, cái chỗ đó nó chảy đi đâu rồi? Không có gạch. Đẩy nó phát để cho nó lắng cái này cái nó chặt lại. Ừ. Nó khô thì nó cứng nhắc luôn. Cái đất đấy rất hay nhá. Khi mình đang đảo hết cái giống rồi. Có ông thờ ông nói đúng rồi. Ở đây nó không lún, ít lún, lún là đây là do cái cho mình đào móng thôi. Ừ. Mình đào móng xong rồi xây không hết á. Để cho mình đổ. Nó chưa chặt mấy. Biết thế, nó mua cá thả cỡ này.
Đồng Hải là rất có duyên làm nhà, đúng không? Không có nhà phải làm thôi. Làm cho bà Mỹ này, rồi làm cho nhà cháu Xính là anh làm hay là nó có sẵn? Có sẵn. Thì làm phụ họa thôi hả? Không làm thì nó đổ rồi. Nhà Xính thì không lên thì đổ, sập lâu rồi. Nhà làm kiểu thường châu cái cột ấy. Ba cột thường châu nó là cột chôn nên là cột kê, kê lơ lửng. Đây cước này. Cước thì làm gì nhau? Để tí co ấy đấy. Bà xã rất đang quan tâm đến vấn đề căng dây. Căng dây để làm cái sân cả nhà. Cũng phải có cái sân chứ. Bây giờ nhá. Bây giờ phân công rõ ràng nhá. Cái bơm nước cái đi. Được. Cả nhà bây giờ thì bắt đầu mình phải sang cái nền này thôi.
đang đâu? Chồng bán. Thế là anh đang hỏi ra gọi ra để bán. Tại vì cái đó một năm là có thu. Mọi người thấy không? Mọi người vừa nói là đồng để cho mình ăn thôi, chứ không biết ăn. Cả mấy không biết ăn thì ấy không để bán. Đồng để bán đi. Đồ không thì đồng này cho chồng. Thì đấy lúc bí bí thì xào cho anh ăn cũng được. Không bí. Bí thì ăn thử ra. Ăn thử ba. À lúc đầu á, chồng thì bảo sáng nay ăn cháo cho chồng nhá. Ăn à, cháo. Thế là mình khi bim thì mình làm thịt con gà mình nấu cháo. Cả nhà thấy không? Biết mùi gà. Có. Mình cứ tưởng là mình cắt tiết cho mình mổ nhé. Cố nhiên là đang nói để yên đi cho người ta lên một tí. Đấy, mọi người thấy không? Đây là gọi là lý thông. Công mình coi như là đi đăng ký về bắt đầu là mình có bắt con gà sẵn, mình cắt tiết cho bắt đầu là không có phải phân mua, đấy. Không phải phân thua với vợ nha. Thank you.
Làm cái gì là các bạn đang làm cái gì? Không, ý là có gạch ấy, nhưng mà làm cái này thì đương nhiên là làm rồi. Tất nhiên là tay mình sẽ làm, mọi người sẽ nhìn thấy. Nếu mà cứ cẩn thận nữa thì đi mua cho lấy mấy mét tiêu nhựa để đánh đi vô cái thang bằng. Đấy, ý em là như thế. Thì bây giờ đi mua. Mua mà đánh không để luôn nó không bằng. Đấy là bất kỳ ai làm cũng thế thôi. Không thật mà bất kỳ ai làm nó cũng thế thôi. Nên mình sẽ làm ở mức độ bằng mắt. Ừ, người mình giỏi hơn người ta. Người ta là người ta xây thẳng hơn mình xây cong. Ừ, nói làm cho nó mềm vàng. Cái cong nó là gì? Nó là biển chuyển đấy nữa. Nó là chuyển rất nghi mấy ông sợ nó làm cái tưởng này cho ít đi để làm dễ. Mình muốn làm cái kiểu gì thì nó mới tốt. Thợ thì rất hay làm kiểu nó phải dính cái bàn xoa. Trước mình làm cái nhà với Lâm Đồng là khoan chắn cầm quá, nhưng mà mình chỉ giám sát thôi. Cái ông chủ thầu ấy đấy thì ông làm rất là cẩn thận, có nghĩa là nửa bao xi là bao nhiêu cát, bao nhiêu sẻ cát, hoặc là nửa bao xi là bao nhiêu đấy, là đâu có không. Xây... nhà đấy em thấy ông anh khoan tường đó, khoan không vô xây gì đó còn lúc nào thôi nên là tôi tưởng là cho ít xi thì dễ làm, hiểu không? Thế là chỗ này không như mấy chân đây nha, mấy chân này đấy. Giờ lấy ra, bây giờ sao? Đây, lấy xong rồi cán cho nó cao lên thôi.
cái móng xung quanh nha mọi người ạ. Thì là lớp vốn nó không nốn được. Bây giờ mình phải xả nước vào, xong mình đào lên, xong mình rèn cho nó thành bùn nha. Cái đất này lúc nó khô thì là nó cứng nhá. Quản lý tiền rồi mọi thứ chi tiêu là chồng quản lý, mà quản lý được có chưa được 15 ngày đã phải trả vội cho vợ còn gì nữa. Nhiều việc lắm, chắc sát, vẻ sát
em chắn lại đi, đừng để nó nhảy đi. Bỏ đi. Đây cả nhà ơi, nhìn này. Đấy. Sáng nay thì vợ chồng mình bơm nước để xả vào trong nền, rồi thì chọc vào chỗ tất cả những cái khe của cái chân móng ấy thì nó lún xuống mức độ như thế này, mọi người nhìn thấy không? Thật sự nó lún này là chắc lắm rồi đấy. Thì lúc nó khô thì cái là mình đầm qua lần nữa là sẽ rất là đảm bảo rồi. Mọi người nhìn thấy nó tụt xuống cũng phải tầm đến khoảng độ 10 phân, mười mấy phân ấy, so với cái nền cũ của nó. Cả chu trực trên nhà nữa. Đây, buổi trên nhà thì hai vợ chồng vừa làm được cái mảnh ruộng. Bà xã bảo có khi là cấy một vụ rồi không hắn ở. Đây này, sáng nay là có hai con trâu, một con đực, một cái đi loạt ở đây. Không biết ở trong này gọi là gì, nhưng mà ngoài kia họ thế này gọi là bừa xong rồi loạt. Loạt là sao? Loạt là có nghĩa là san cho nó bừa để nó tơi ra rồi xong rồi loạt cho nó phẳng đi xong rồi chuẩn bị cấy đấy. Đấy. Tháng này thì hai vợ chồng cũng chọc hết tất cả chung quanh các cái góc cạnh, xong rồi bơm nước mấy lần mà xong rồi san cho nó phẳng nha. Bây giờ để cho nó ngấm nước dần thì rồi thì khi nó cứng lại thì bắt đầu mình mới lại san tiếp đầm các cái góc cạnh cho nó thật đều nữa rồi sẽ láng nền và sẽ lát. Công việc thì buổi chiều này chắc là tiến hành nốt ở khu vực ngoài này. Còn cái khu vực tổng kho Long Bình này thì còn phải dọn dẹp sạch sẽ hết đi, để cũng phải đầm hết tất cả các cái góc xung quanh, cũng làm như thế này này mọi người ạ, để cho nó lún được tất cả cái góc đi, rồi sẽ láng nền ở đây cho nó chắc chắn. Láng xong đây làm cái chỗ tập kết tất cả mọi cái rồi thì mới bắt đầu là làm trên nhà trên kia. Bây giờ bà xã mình đang làm gì? Đừng đéo nó ấy đi. Để lúc lấy máy khổ, đi lúc lấy máy nó mới phẳng được chứ. Có cái máy cắt cái lưỡi bê tông cái lia cái chứ đừng đéo, vừa hỏng lưỡi dao vừa coi như nó thành con cóc gặm. Chuyên môn coi như là sử dụng vũ khí nóng. Rồi bây giờ thì cũng rất là muộn rồi. Trời thì vẫn đang mưa nhưng bây giờ nó mưa bay bay thôi. Hai vợ chồng xin kết thúc video này tại đây. Hẹn mọi người những video tiếp theo trong chương trình Biệt Phủ trong trang trại dầm mưa của vợ chồng Đồng Hải.